Hello anh em nhá, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Hoạt Họa Mi của em nhá. Hôm nay em lên sóng cho các bác, em họa mi mỏ rất là tốt các bác nhá. Em này thuần khoảng 85-90% nhá các bác nhá. Bác nào mà bổ kết em này thì alo cho em nhá. Đầu mặt rất là đẹp luôn, bóng bộ cũng rất là đẹp các bác nhá. Thì hôm nay ở ngoài này thời tiết nó như là đang chuẩn bị mưa các bác. Em quay tạm clip nên là màu lông nó không được gì, nó sáng sủa các bác nhá. Đấy, anh em mà bổ kết em này thì alo cho em nhá. Hot rất là tốt luôn. Bóng bộ đẹp các bác nhá. Anh em mang về chăm và gột các bác nhá. Mỏ rất là ok luôn các bác nhá. Thank you.
Hãy subscribe.